Và bây giờ là phần thương lượng của bốn người còn lại dành cho dòng ca bí ẩn số 3. Vậy Sĩ Thanh có niềm tin vào bạn số 3 này không? Mức điểm mà bạn nghĩ bạn có thể bỏ ra là bao nhiêu? Thì em 50-50 thì em nghe suy nghĩ là em bỏ ra 4.000. 4.000 điểm. Còn Thúy Ngân, em xin được giữ bí mật ạ. Hồi nãy anh thấy em rất thích đúng không? Dạ, nhưng mà giờ em hơi xìu. Trời ơi, cô này nắng mưa thất thường à. Còn bằng gì? Bạn này thì em sẽ cho khoảng 6.000 điểm. 6.000. Ủa, cũng khá là cao đó. Nếu chương trình có cho vay cho vay nặng lãi được không anh? Thì em sẽ đặt bạn này 12.000 đúng. Ôi. Cái dòng mà mơ á, người ta mơ tới lắm mấy chị. Đúng. Và thôi, bây giờ chỉ còn 10 giây để suy nghĩ thêm. Hết giờ. 1, 2, 3, xoay. Xoay. Wow. Hữu Tính 3.600, Băng Di 8.000, Sĩ Thanh 8.000, xuất sắc. Nhưng Thúy Ngân là 9.700. Thúy Ngân là cái gì? Bánh tráng phải không? Đúng là bánh tráng luôn. Bánh tráng, cái này. Dễ sợ, bây giờ em xìu mà xìu thì 9.700. Em tin vào cái cảm giác. Em tin là anh này sẽ hát hay. Và em tin là khán giả sẽ ủng hộ anh. Và em tin là khán giả cũng sẽ ủng hộ em. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ rất lâu. Vâng, vừa rồi là trình diễn của ca sĩ Tuấn Phương. Xin cảm ơn các bạn trong vũ đoàn. Thank you dancers. Thưa quý vị, và để cảm xúc quý vị tinh nguyên hơn thì ngay bây giờ chúng ta hãy ra tay bình chọn ngay cho bạn Tuấn Phương để giữ tính công tâm nha. Vâng, bây giờ quý vị khán giả đã bình chọn xong cho bạn Tuấn Phương là chúng ta sẽ không ảnh hưởng gì đến tâm lý của khán giả cả. Và bây giờ Thành mới hỏi tất cả các người chơi về suy nghĩ của các bạn về phần trình diễn vừa rồi. Mời Thiên Ngân. Dạ, em khá bất ngờ khi mà em cũng nghĩ là ảnh nhút nhát. Nên nghĩ là chắc là ảnh cũng sẽ hát một cái bài nào đó nó cũng nhẹ, thiệt là nhẹ. Nhưng mà ảnh hát rất hay. Em rất thích khúc cuối. Ảnh lên khúc cao, giọng rất là thích. Harry muốn hỏi Hữu Tính. Có vẻ như là Hữu Tính rất thích bài này phải không? Đây là những bài hát gắn liền với tuổi thơ mà. Ừ. Bây giờ tôi mời Hữu Tính bước ra hát một đoạn cho quý vị nghe bài này. Xin mời! Đôi khi bên em thương ấy mà dần lòng đừng nói ra. É con tim chi nguyên vươn tình sâu chất ngân. Sợ nụ hồng phai nhanh. Em hơn em rồi em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương, thà rằng mình đừng nói ra để mai đây bên em ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Wow. Bây giờ mình chơi một cái game nho nhỏ nha. Chơi đi anh. Chơi game lên tông. Chúng ta sẽ hát một bài rất quen thuộc. Bài Em Gái Mưa. Chúng ta sẽ hát đúng một câu như thế này thôi. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Đó, vậy thôi. Không rồi. Càng xa lánh, càng trong vắng tim cứ đau và nhớ lắm. 2, 3. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh,
càng trong vắng tim cứ đau và nhớ lắm. Mời em. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh càng trong vắng tim cứ đau và nhớ lắm. Đạt, đạt, đạt. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh càng trong vắng tim cứ đau và nhớ em. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh càng trong vắng tim cứ đau và nhớ lắm. Cộng 8 quý vị ơi. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh càng trong vắng tim cứ đau và nhớ lắm. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh càng trong vắng tim cứ đau và nhớ lắm. Vâng, chúng ta dừng lại đây được rồi. Tiếp chơi không? Tiếp, chơi tiếp. Được rồi. Chơi tiếp. Nữa hả? Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh càng trong vắng tim cứ đau và nhớ lắm. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh càng trong vắng tim cứ đau và nhớ lắm. Chín lần lên tông thưa quý vị. Trời hay đất ơi, quá. Tuấn ơi, bữa nay tôi nổ mày nổ mặt quá Tuấn ơi. Trời ơi. Đâu có tệ đâu đó quý vị. Diễn viên hài cũng quá hay vậy trời. Hay. Tính ngày hôm nay đã chứng minh cho thế giới thấy được rằng là giọng ca của anh ta tỷ lệ thuận với chiều cao của anh ta. Tỷ lệ nghịch. Ê lộn, lộn. Anh ta đã chứng minh cho thế giới thấy được rằng độ cao của giọng ca của anh ta tỷ lệ nghịch với chiều cao cơ thể của anh ta. Em cũng giỏi quá, cho bạn ca sĩ một tràng vỗ tay luôn. Bạn Tuấn Phương. Bây giờ thưa quý vị, bạn ấy đã hát xong rồi. Bạn Thúy Ngân, bạn có muốn trao đổi anh chàng này cho chương trình hoặc cho bất cứ ai còn lại hay không? Có ai đưa ra một con số nào cho Thúy Ngân suy nghĩ hay không? 3.600. Có 3.600 chơi hoài luôn á. 3.600. Nãy Ngân bỏ ra bao nhiêu? 9.700. Ồ, thà hồi cho chương trình coi bộ có lời hơn. Đúng rồi. Rõ ràng là em có niềm tin vào anh này từ đầu. Nhưng mà em không biết là khán giả có giống em hay không. Nhưng mà em là một người rất chung thủy. Em quyết định không hồi. Em vẫn giữ anh. Đấy, phụ nữ chung thủy. Thúy Ngân không hồi. Để ta chống mắt lên coi chung thủy được bao lâu. Tim, bạn có lung lay suy nghĩ của bạn hay không? Bạn được hồi đạo tính nếu như bạn cảm thấy không an toàn. Thật sự là cái giọng hát của Phương lúc mà hát thi với là hữu tính là rất là cao và rất là truyền cảm. Nếu từ đầu em chọn một cái bài như là Trái Tim Minh Lề hay là một ballad em đứng em hát thôi là chinh phục được. Nhưng mà anh vẫn có niềm tin là đạo tính sẽ chiến thắng em. Em nghĩ là chỉ cần vượt qua được vòng này thì chắc chắn sẽ có không có đối thủ mạnh so với anh. Yep. Muốn hơn 92 là phải cao lắm ấy. Còn nếu bằng thì sao anh? Nếu bằng á thì hai người cùng chiến thắng vậy thôi. Tim cũng quyết định là giữ lại đầu tính. Giữ đầu tính. Mời đầu tính bước ra thi đấu trực tiếp với bạn ấy. Lên lên. Thưa quý vị, bạn đầu tính nhận được 92 điểm bình chọn từ đầu chương trình. Và điểm số của khán giả dành cho Tuấn Phương là
là bằng điểm với nhau. Nếu như hai bạn này có điểm số cao hơn điểm số của bạn hát thứ tư, đồng nghĩa với việc các bạn sẽ mang tiền thưởng về cho cả hai người sở hữu giọng ca của các bạn. Và chính hai bạn cũng vậy. Nhưng nếu điểm số các bạn thấp hơn người thứ tư, cả hai bạn cũng sẽ cùng ra về và họ cũng sẽ trắng tay. Em bây giờ căng thẳng quá anh ơi, hồi hộp gì đâu. Nếu mà hồi hộp quá mình nghĩ với lâu vài phút trước khi trở lại với giọng ca cuối cùng quý vị nha.